Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một tách cà phê latte. Thì đây là cái con máy Aviator của BFC. Đây là cái dòng máy cao cấp của BFC. Hiện tại thì quán mình đang sử dụng con này. Con này chỉ là một rút thôi. Nó đủ cái công suất để đáp ứng cho nhu cầu quán thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ làm cho mọi người để hiểu như thế nào là một tách cà phê latte nhé. Đây thì mình vừa thấy cà phê bình thường. Cà phê cũng là con máy xay tự động. Chiết xuất thì tụi mình cũng setup tự động hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Hãy like và đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Và ngoài ra nếu như mọi người có những cái câu hỏi nào liên quan tới cà phê có thể để lại trong phần bình luận. Hy vọng với vốn kiến thức khiêm tốn của mình thì mình có thể giúp cho mọi người giải đáp được những cái thắc mắc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.